Derby Merseyside đại chiến cá chuột kia rồi viên Liverpool nâng Everton. Cái nãy đây dân cái lệch mà mơ mua nó lớn đi cái đã tha ngay thì đập bay à nó bàn chân. Còn tại nhom Everton cho ba thế nhom cái tha thằng chân cái ngay chăn năng này ngày chăn nắng cứ chân tay mà đòn ngày chăn sao mà khối nắng vì pro ra ca và cua nắng dân cái lệch mà mơ tích cho đi bên ha Liverpool nâng thua ca và cua một Everton nâng ngay kia thì đập buôn rồi. Anh chạy bàn tha chụp ngay thì đập bấy long cho ngay thì đập buôn ra ca mà chia giường để cho hai bà ấp nắng bà tranh bia lỡ mới học tranh vú tranh tục mà tật mình tái nhưng chưa chuyện tha ai thằng tranh thằng ai chan đang ngày vậy tới bà mình tranh thằng ai chan đang té cứ thằng ai chan sao bà đã khỏi thằng ai cả mình ấy cứ viên miên tập pi đang té còn là tha phe rồi cua men tên cứ chính ngay chan sao bà đã đi hay thời là ngay thì bầm mùi bong bổ nè ở lấy của mọi khác pe lia bao hiếng cho mà review sần Diego Diego lấy Liverpool style lấy Liverpool lấy hiện lệ chương chẳng là co ấy co hiện thon thoi từ nam này Diego nhẹ chùm điên còn lóc cả đá chạy bao nhiêu ba lấy mà ngang tay finishing qua thì ở này trên Manchester co mình sơi khăng phần màn này thì đó là mồm lên sầm rạp Diego bó Liverpool đặc biệt này Pickford nhẹ trăm tí mình copy nhẹ trăm tí xây thế sầm rạp Pickford à từ tôi vô man không ca trăm tí chẳng tay bảo hiệp thiệp một nhẹ khăng pot pot món và hai mình đo đi còn tay quật này là lo chẳng để tới quật trăm bàn buổi tiết xả lá cát muốn ad lên chuột cái đá các bạn lên sáp slam các bạn tại cát luôn đi dương cái này vừa mơ tới lên ba là sáp slam thì ai quật lên chiều roaming flank chẳng lên slap gì tới lên slap món xả lá lên slap năng ấy admin ấy tới xả lá bom bóng khói speed à cá sút một chop ti bao qua à sút cao sút khoa sút ấy nó cứ đang xả lá ấy mà admin pan thì hai thế rồi vào hai mã xả lá nhẹ thời cao lên slap slam ấy xả lá ní cứ chiếc sai ca pia khang Twain này là o mùi rút nó không phải bao nhiêu cứ Robertson ca pia Twain là o mền tên sầm rạp bong bóng đây xả lá quạt đây là o còn phep quạt mình lẹ khang bt này à lên bán rồi tôi cho bán sầm rạp Robertson vào sân thì thời ca pia Twain cứ quạt này mũi tiết Gray thì hiện sơ thế còn anh lên sân của bạn Twain của bạn mình đã nhưng chưa tha mình là o của bạn thì sầm rạp Gray nhưng khi ra thiên quạt bao mắc hiện tịch đại làm ôm liền mũi tiết Nunes cá tính máu từ bốn rùm pân lộ khang lộ mò mà ta lợi chuyện xe tịt bên tay anh lên Twain của bạn lên bị giật của bạn sầm rạp Nunes vậy tới quạt chop tí nhưng chưa làm chop tí quạt cho bá hay ở vậy để quạt làm nói khó cứ cãi sao mà tía biết chứ mũi năng lực bươn bao quạt cứ Nunes lộ một không lý khơi lỗ và chấn thà lỗ tự playstyle bao quát gồm Porsche em lên bị chốt thử ấy và to má trong khỏi kia đấy cứ mua ồ nà lên đi mà sầm rạp Everton dương cái lệch mà mơ đi mà đấy nhom có đá sơ squad đá chập rắm đá đừng tinh tăng cá và mình đang rằng mấy cái con phim phụ giờ đã khơi những óc đi chấn có chạy mau mình đằng bên tay có lên rô ní ăn cơm men cứ thử ấy đi mà nó cứ lên ba này rộp má cứ chênh vậy ruột ở lỡ pass cho đám chênh trắng ở chênh mà club ấy cái chênh nhà lia lom sợi chở nó Manchester derby AC lỡ cho mà đo ấy cái Merseyside nè tí này bà ok ở con chơi video mới dương clay club và bắn năng thì miếng bắn năng ở miếng ấy time phòng chẳng miếng ấy time nhưng năng phép to tiệt bye bye chúc cái video khỏi